anh em ơi, từ nãy giờ mình cũng đã mua rất là nhiều skin rồi, skin của mình nè. Và sau đó mình còn làm thêm những cái skin của anh Vịt với cả Timmy nữa. Và ở bên dưới đây nè anh em coi nè, mình còn mua thêm mấy cái skin bên dưới đây nè, thấy không nè. Tất cả đều đã được mở hết nè, thấy không? Trời ơi, dùng hết nào, giờ mình có thể dùng thoải mái luôn á, thấy không? Nè, quá trời skin luôn. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok. Thì anh em ơi, anh em đã biết chưa? Chỉ còn khoảng gần một tháng thôi là chúng ta đã đến năm mới rồi. Thì anh em mong là Tết năm nay anh em sẽ nhận được bao nhiêu tiền nào? Nếu như mà anh em muốn được mình được nhận được 100.000 thì hãy để lại comment số 1. Anh em muốn được nhận 200.000 sẽ để lại comment số 2. Anh em muốn nhận 300.000 hãy để comment số 3. Còn anh em nào muốn nhận 500.000 hãy để là comment số 5 nha. Hoặc là nhận 1 triệu, 1 tỷ gì đó, anh em bình luận trên viết nha, là anh em muốn được lì xì bao nhiêu tiền nha. Riêng mình thì mình bây giờ mình lớn rồi cho nên mình không được lì xì nữa. Lúc trước mình còn nhỏ thì mình còn được lì xì, giờ mình lớn rồi anh em ơi, buồn quá. Có bạn nào mà lớn rồi cho nên không được lì xì không? Chứ mình được lì xì, không được lì xì nè. Hãy comment để lại số 0 cho mình biết nha. Buồn quá. Thế nên là Tết này á, mặc dù là Tết rồi nhưng mà mình vẫn chưa mua được đồ mới hay gì hết. Nhiều khi buồn ghê, không có tiền để mua đồ mới. Mình nghĩ là chắc mình sẽ vào trong rừng nè, mình hái mấy cái lá cây mình cuốn lên người mình làm người rừng luôn cho rồi đi, giờ đòi tiền đâu mua đồ mới giờ. Hay chán ghê luôn á. Để vào nhà coi có cái gì ăn, đã đói bụng quá. Hay. Ủa cái tiếng ngoài à, cái tiếng chỉ có tiếng của anh Dịch thôi, để xuống rồi. Ơi, từ khi mà cái áo mới này. Anh Dịch đây. Ôi trời, anh Dịch nay có đồ mới đẹp trai nha. Trời ơi, chọn với bộ này rẻ mà, có áo 10 triệu, quần 8 triệu rưỡi. Trời ơi, đôi giày 9 triệu. Trời ơi, giàu vậy, trời ơi, rít kiếp. Trời ơi, ghê nha. Ôi, rít kiếp Việt Nam nè. Đồ anh sắm Tết á, em đã sắm Tết chưa? Em hả? Em thì em chưa có đồ Tết nữa. Ủa nhưng mà tiền đâu anh mua bộ đồ đẹp quá vậy? Trời, anh thiếu gì tiền, không có gì ngoài tiền luôn. Nếu mà thiếu tiền thì anh sẽ bán bớt mấy con gà, con giết rồi nuôi heo rồi bán cả rau củ quả đem đi kiếm tiền tiêu Tết nè. Thôi thôi, giàu nha, Vịt nó giàu nha, tiền mua đồ mấy trăm triệu luôn, mấy trăm triệu không ha, ghê nha. Ủa anh ơi, anh ơi. thì nói chung á là em thì là dù gì anh cũng lớn hơn em mà, cho nên là anh lì xì cho em đi để em có tiền em, hoặc là cho em mượn tiền cũng được để em có tiền em sắm mua đồ Tết được không? Chứ em cả năm trời nay em mặc có mỗi bộ đồ này à. Anh em thấy không, mình có mỗi bộ đồ này để mình mặc rồi, mình không có nổi bộ đồ mới luôn. Cho nên là anh cái gì anh cho em tiền lì xì để em mua đồ mới đi anh. Nợ mà không trả là con nợ nhầy. Nợ mà không trả là con nợ nhầy. Lần trước đã vay tiền rồi đã trả đâu hả? Lần trước đã vay tiền đã trả đâu? Để tính vay tiếp sao hả? Bây giờ muốn gì? Đâu anh ơi. Anh chưa đòi đòi tiền em, nó gần Tết nơi rồi, gần 30 Tết rồi. Rồi có mang tiền ra trả không hả? Mang tiền ra. Em nhớ là em chỉ mới mượn anh có hình như là có mới có hình như là có tỷ mấy viên kim cương thôi, làm gì nhiều mà đòi hoài vậy thiệt chứ. Anh có đòi vậy rồi riết ai dám mượn tiền anh nữa. Trời ơi, sao anh nhây quá. Anh mà anh đòi nợ người ta không trả thôi chứ thì anh nhây quá. Mày mượn tiền người ta mày không trả mày được người ta đi mày. Mày mượn cái tao không? Tao lao mày. Quay được Tết đây. Trời ơi, các bạn ơi, anh Dịch đâu không cho mình mượn tiền để mua đồ Tết anh em ơi. Mấy ngày nay mình mượn không? Hình như là năm nay mình mới mượn anh Vịt có tỷ mấy cái viên kim cương để sắm đồ Tết à. Mà Vịt cũng kiểu đòi hoài nhây ghê luôn á. Bây giờ chắc là mình không có tiền để mình mua đồ mới rồi, nhưng mà buồn quá. Tiền mình đem đi mình mua bánh kẹo ăn hết rồi, giờ tiền đã mua đồ mới ta. Có cách nào không trời, để suy nghĩ coi. Có cách nào không ta? Ơi heo ơi, mày có cách nào không? Đúng rồi ha. Hình như nãy mình nhớ Vịt nói cái gì đó, Vịt kêu là hình như Vịt nếu mà Vịt thiếu tiền thì Vịt sẽ bán mấy con gà để Vịt mua đồ mới. Được. Vậy thì bây giờ mình sẽ kiếm trong nhà mình coi mình có cái gì để mình mua có cái gì để mình sẽ kiếm trong nhà của mình coi trong nhà của mình có cái gì để bán không thì mình sẽ đem ra mình bán. Đúng rồi, bán kiếm tiền mua đồ Tết. đi thôi. La la la. Sao con heo này béo vậy? Trời ơi, chết heo luôn em ơi. Vậy là mình đã có được miếng thịt heo để bán. Đây, để mình vào nhà xem coi không biết trong nhà mình còn gì để bán không ta. Để xem coi. Cái đầu rồng nè, để mình lấy cái đầu rồng mình bán nha. Nhưng mà đập lâu quá, để mình lên mình kiếm có cái gì. Ơi, bình hoa nè, đúng rồi. Bình hoa giờ người ta mua để người ta trang trí Tết nè, đúng rồi. Mình lấy mấy cái bình hoa mình bán luôn. Để xem coi. Ủa sao tủ mình mở gì? Ủa trong tủ mình không còn gì hết à? Để xem coi. Đây. Ôi nè, cái này chính là cái gì ta? Cái đèn cày, đúng rồi. Đem cái đèn cày này bán luôn. Đây, lấy đèn cày nè. Rồi còn gì nữa không ta? Ui đây cái bình nước. Rồi bình nước này nha. Mình xem coi. Đây mình có cái sản nè. Ui trong đây cũng có nhiều đồ quá nè. Pháo hoa nè. Mấy cái này mình sẽ đem mình bán hết.
Đó, để xem nha, bây giờ mình sẽ lấy cái này, cái sản với cái máy cưa ra để mình kiểu mà mình đi mình à đây cái này bán được, lấy cái này bán luôn. Lấy luôn cái này luôn. Bán hết để coi coi còn gì không. Ồ, cái tủ sách đúng rồi, đem cái tủ sách đi bán luôn. Trời ơi, để mình lấy cái tủ sách bán luôn nha. Đó, tủ sách này nè. Đó, lấy luôn cái tủ trên này luôn đi. Trời ơi, bán càng nhiều càng tốt. Đó, đi xuống coi coi còn gì nữa không. À, mình nghĩ là mình sẽ lấy thêm cái đầu rồng. Đó, lấy cái đầu rồng luôn. Đó, là có thêm cái đầu rồng. Còn gì nữa không ta? À đây lấy cùng cái toilet. Đúng rồi, lấy cái toilet bán luôn. Trời ơi, hay lắm. Ok. Rồi đi ra ngoài để chuẩn bị cái đã. Mình sẽ đập cái hàng rào ra để mình dọn đồ để mình bán nha. Này, đảo này ra. Ôi khó thiệt chứ cái này đào lâu vậy. Nhanh lên. Ok, khoan nè. À, trời khoan nhanh ngay. Đó, rồi xong. Ok, rồi hấp sáng lên nè. Đó, đốt lên. Trời ơi, đẹp ngay thôi. Ok anh em ơi, giờ mình sẽ đứng đây để mình bán hàng nha. Sẽ có tiền để mua đồ Tết thôi. Ok, đứng đây đợi có ai mua không. Trời, nó hơi ồn thì phải để mình chỉnh cái tiếng nó nhỏ lại xíu. Ok, rồi, để mình đứng đây mình bán hàng nha anh em. Sao nãy giờ không thấy ai mua hàng hết ta. Thôi đứng đây đợi thôi. Trời anh em ơi, từ nãy giờ mình ngồi ở đây không có ai mua vậy nè. Mình phủi rùi từ nãy giờ, rùi nó bu qua bu lại tùm lum nè. Nãy giờ chưa ai mua hết. Ủa, con rùi. Dịch. Hả? Dạ. Gì mà tôi dọn hàng thanh lý gì mà tôi luôn ngoài đây vậy? Ê, đây nè anh, trời anh lại anh mua hàng giúp giùm em đi. Trời, hôm nay em bán đồ để kiếm tiền mua đồ Tết á. Kinh doanh, trời, kinh doanh kiếm tiền tiêu Tết đúng không? Đúng rồi, anh mua giúp cho em đi, có cái gì cũng được. Anh mua cái gì cũng được. À, mỗi nó rất là rẻ luôn, mỗi cái chỉ có 100 kim cương thôi. À thế à, trời. Đắt gì? Hả? Tao mắc gì? Mỗi cái 100 kim cương mà đắt gì anh? 100 kim cương đối với bịch đại gia thì sao mà mắc được đúng không anh? Hey, trời ơi, 100 kim cương quá trời đất ơi, đi về nhà lấy thêm tiền coi. Trời ơi. Mọi người ơi, mình giữ anh bịch rồi, mình tiêu 100 kim cương ảnh cũng tin á. Ok, để anh tới. Đây ơi, trời ơi, thiếu gì tiền, trời ơi, vừa mới bán hết đồ trong nhà xong đầy tiền rồi. Bây giờ mua luôn nè. Cái đàn cày 100 kim cương anh, cái đàn cày 100 kim cương. Trời ơi, 100 kim cương cái đàn cày đúng không? Quất luôn rồi. Trời, lấy luôn cái đàn cày này. Này, 100 kim cương hả? Trả hẳn 120 kim cương thôi. Ôi, giàu vậy thôi. Trời lúc đại gia mà. Rồi thôi đi mua một bó rồi hết tiền rồi. Đi vậy ha. Trời. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ. Dạ cảm ơn quý khách. Về cắm dạ. Đẹp. Dạ cảm ơn quý khách. Trời ơi mọi người ơi, bán có cây đèn cày được 100 viên kim cương. Ơi mình lừa rồi anh vậy. Mình cũng hơi kỳ nhưng mà thôi kệ, có tiền sắm Tết. Thôi kệ. Ok, đứng đây đợi tiếp. La. Hai, ok anh em ơi, thì hồi nãy đến giờ mình đứng đây mình cũng đã bán được hết tất cả đồ rồi. Giờ anh em nhìn nè, người mình đầy kim cương luôn. Ha ha, bây giờ mình sẽ lấy kim cương này để mình nạp vào trong game mini world để mình có thể có được xu và mình sẽ mua skin, sẽ có được đồ mới để mặc trong ngày Tết này nha anh em. Ok, bắt đầu trở thành rich kid thế nào. Ta-da! Anh em thấy không? Đây, hiện tại bây giờ mình đã có được 3.000 xu rồi. Yeah! Trời ơi, 3.000 xu luôn, tha hồ mà mua skin anh em ơi. Ngon rồi. Để mình xem nha, bấm vào tiệm nè. Hãy xem coi. Bây giờ mình nên mua skin gì để mình có thể có được skin mặc trong ngày Tết đấy ta. Để mình coi nha. Thì mình nghĩ là chắc là mình không thích mấy cái skin mà nó có sẵn này đâu. Mình nghĩ là chắc giờ mình sẽ mua một cái skin, những cái skin bên cái đồ thiết kế đi ha. Để xem coi tóc nè. Bây giờ mình nghĩ coi mình sẽ mua tóc gì cho thật là đẹp trai. Coi tóc này trước giờ mình có nè. Bây giờ mình sẽ đổi lại nha. Mình sẽ mua ở đây cái đầu phi hành gia nè. Đẹp nè. Mua đầu phi hành gia nè. Đó. Tiếp coi. Còn gì nữa không? Còn gì khác không ta? Trời ơi tiền nhiều mà. Ui đầu cảnh sát nè. Mua đầu cảnh sát luôn. Trời ơi. Đó. Coi. Còn gì nữa không? Ôi giờ mình nghĩ là ui có cái đầu con ngựa nè, đẹp nè, mua cái đầu con ngựa luôn. Đó, trời ơi, rồi coi trạng thái hả, mấy cái biểu cảm khuôn mặt này hả, để mình xem coi khuôn mặt nào đẹp ta. Khuôn mặt nào đẹp ta, để xem coi. Thôi mình nghĩ là khuôn mặt mình chưa cần mua đâu. Bên đây thì mình nghĩ là mình cũng không thích cái nào bên đây hết, để mình xem coi. Còn ui đồ nè, mình xem nha. Mình nghĩ là mình sẽ mua bộ quần áo cảnh sát đi ha, mua bộ quần áo cảnh sát nè. Bùm, đó là xong. Cái quần đâu quên cái quần cảnh sát đâu. Vài quần cảnh sát đây. Mua luôn cái quần cảnh sát nè. Đó. Rồi áo mình mua luôn cái áo này luôn. Đó. Trời ơi. Còn cái áo nào đẹp không ta? Cái áo nào đẹp đẹp thì mình sẽ mua luôn nè. Cái áo đi, áo cũng rẻ mà chưa có nè. Mua luôn thôi. Tiền nhiều mà anh em, tiền nhiều mà. Để xem coi. Rồi giờ qua quần nè. Mình sẽ mua quần này luôn nè. Mua luôn. Đó. Rồi có quần này luôn nè. Ủa cảnh sát này mua mà ta. Sao chưa hiện ra.
còn cái này là cái nào u này cái này cái thao mẹ cái thao đi bờ nhà mày u cái thao luôn cái thao này nhẹ cái buồn này luôn cái buồn chỗ đấy mua luôn đó để xem có cái nào có gì cái gì nó ta hay mua cái váy là gì nam nam mặc váy chạy mày nam nam váy anh ta gọi đây cái này cái này mua đèn luôn ok rồi lưng hả lưng cái mình coi coi lưng thì mình nghĩ là sẽ vui vậy ta có bộ là lưng mấy người bắt tôi nha cũng khó dễ thương quá nè nhưng mà nam mày không khó gì sao mà áo toàn được ta làm siêu nhân làm hô ca ghê thôi mua áo toàn anh em mua luôn trời tiền nhiều mà dấu chân hả thì còn bao giờ bây giờ tiền nhiều quá không biết mua gì anh em ơi tiền nhiều quá mua kiểu mà mình giờ không biết mua gì cho hết rồi thôi còn cái 2000 xu rồi nè 2000 xu nữa không qua tiệm skin đâu không biết tiệm skin nó có skin nào đẹp ta đi coi ok bây giờ mình sẽ mua thêm một số cái skin cho mày nữa mình sẽ làm một cái màn biểu diễn thời trang cho anh em xem nha let's go hai anh em ơi từ nãy giờ mình cũng đã mua rất là nhiều skin rồi skin của mình nè và sau đó mình còn làm thêm những cái skin của anh Vịt với cả Timmy nữa và ở bên dưới đây nè anh em coi nè mình còn mua thêm mấy cái skin bên dưới đây nè thấy không nè tất cả đều đã được mở hết nè anh thấy không trời ơi, dùng hết nào giờ mình có thể dùng thoải mái luôn á thấy không nè quá trời skin luôn ôi trời ơi, nhưng mà bây giờ á mình nghĩ là mình sẽ chừa lại 1000 đậu này để vài bữa nữa nó mà ra skin mới thì mình sẽ mua thêm skin mới để làm video cho anh em xem nha. Tạm thời mình chỉ mua như đây skin để đi ăn Tết thôi. Ok và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero Team của bọn mình đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và một thành viên mới bí ẩn nữa. Vài bữa nữa mình sẽ bật mí cho anh em biết nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em. Bye nồi.